Con trải qua hai mấy tuần chính thức, tại vì không có hợp với lại bạn ấy ghen quá. Với lại bạn ấy kiểu như là quen bạn gái là phải có nhà, nên từ từ cái tình cảm không có còn. Nghe cũng hơi buồn cho đàn ông. Đúng rồi. Thì lạ, đàn ông quen gái mà nó hỏi có nhà chưa. Câu đó có thể dùng cho phụ nữ hỏi thì còn quả may. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Xin chào anh Nguyễn Linh và chị Hồng Vân, và chào bạn gái bí bên kia. Em tên là Trần Văn Phú, em đến từ huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Năm nay em 28 tuổi, em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm ở quận mấy? Dạ em làm ở quận 8 anh Nguyễn Linh. Trời, nghe cái giọng nói ở bên đó thấy một người đàn ông rất là dày cơm, đúng không biết không? Thiệt luôn, cái giọng mà dày, dễ sợ dày luôn. Em giới thiệu về mình đi. Dạ con chào cô Hồng Vân, chú Nguyễn Linh, khán giả ở đây và bạn nam bên kia. Con tên là Nguyễn Thị Ngọc Anh, 26 tuổi, hiện tại con đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Con làm trong siêu thị ạ. Mình quê đâu vậy? Dạ con có hai quê lẫn gốc, con ở Quảng Nam với Bình Thuận. Nhưng mà ba mẹ con lên Sài Gòn này lâu rồi nên con đang sống ở Sài Gòn. Cái điểm mạnh của mình là gì, điểm yếu? Dạ ưu điểm của con á là như tính hoạt bát, thích nội trợ. Còn khuyết điểm của con á, ví dụ như ai mà làm con không vừa ý á, là con hay khó chịu với lại nhăn mặt đó cô. Còn em trai? Dạ, điểm mạnh của em là ga lăng, biết vun vén cho gia đình, siêng năng chăm chỉ làm việc, biết chơi thể thao, chơi thể hình. Thể hình và võ thuật. Hình như chơi thể hình đó đúng không? Dạ. Trời đúng không? Thể hình đúng không? Tôi nghe cái hình. Giọng dày cơm quá mà. Tôi cũng chơi thể hình mà sao tôi không thể hình đâu chứ. Con có thích những người chơi thể thao không? Dạ thích. Cái mẫu người của con có giống Lý Đức không? Dạ không, con thì mẫu người đàn ông con thích là cao 1m65 trở lên, cao to phong độ. Điển trai dễ thương một chút thôi. Rồi bây giờ em trai, em muốn một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ em muốn nửa yêu thương của em là chịu thương, chịu khó, chịu làm, 4 chữ C. Đầu tiên phải trung thị. Dạ biết vun vén cho gia đình. 1 C. Trung thị, chịu thương, chịu khó, chịu làm. Rồi biết vun vén. 5 C luôn là chịu chơi nữa. Tình trường sao nè? Nói chung tuổi của con á, thì bạn bè con là 2-3 đứa con rồi. Với lại ba mẹ con thì cũng mong muốn con kiếm được một tấm chồng. Con có mấy mối tình rồi? Dạ con trải qua 2 mối tình chính thức. Mối tình gần đây thì con chia tay là lý do là không hợp nhau. Với lại bạn ấy kiểu như là sống ở trên Sài Gòn này là kiểu cách của bạn á, là quen bạn gái là phải có nhà. Quen bạn gái là phải có nhà. Trước khi quen ai á, con cũng nói hết sự thật của mình là hoàn cảnh em như vậy đó, ba mẹ em như vậy đó, nếu mà chấp nhận thì quen. Thì vô tình bạn ấy nói một câu thì khiến con cũng rất là buồn, tự ái. Nói là sao em không cố gắng làm để mua nhà trên Sài Gòn đi, sao cứ ở nhà thuê hoài như vậy. Thì từ câu nói đó khiến con rất là buồn. Nên từ từ cái tình cảm không cũng có còn. Nghe cũng hơi buồn cho đàn ông. Đúng rồi. Thì lạ, đàn ông quen gái mà nó hỏi có nhà chưa. Câu đó có thể dùng cho phụ nữ hỏi thì còn quả may. Không, phụ nữ hỏi Vân thấy cũng còn thiết kỳ nữa chứ. Thực đừng có nói là ta, đàn ông. Phụ nữ ta cũng cần cái chỗ nương tựa, cần bờ vai che chở này kia, ta còn có thể hỏi được. Đàn ông mình đi quen phụ nữ mà hỏi là có nhà chưa, có tôi mới quen. Những người không xứng đáng quên luôn đi con. Đúng rồi. Còn con này. Dạ anh Nguyễn Linh. Bây giờ là mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình. Em yêu đơn phương anh. Thời học sinh với trời sinh viên. Người ta không có biết là em yêu luôn. Mối tình đầu tiên thì yêu đơn phương, nhưng mà em đi lên đây học với bạn đó ở nhà đi làm công nhân, đi lấy chồng luôn. Mối tình thứ hai là bị bạn gái từ chối. Công nhận tôi cảm nhận như bạn này hay thiệt, dày côn quá. Đồ ngực phát triển như sao? Mai kỹ cách sao tập cho cái ngực nó bự như ngực em mới được. Dạ, anh ăn đu đủ giùm em. Ăn đu đủ hả? Dạ. Ủa tôi nghe đu đủ phụ nữ ăn để có sữa cho con bú mà. Ông đu đủ ăn phát triển dùng một anh người. Vậy đó hả? Dạ. Nhớ nha dân. Thôi dân khỏi ăn. Dân ăn gì nữa? Trời đất ơi, khùng quá đi. Nói nghe nè, bây giờ ngoại hình thì phải như thế nào nè? Cao 1m50 trở lên. Đó, cao 1m50 có luôn. Trời, cái này ta sợ mấy. Con cứ xăm hình được không? Dạ được, nghệ thuật mà. Đơn giản là xăm ngay giữa trán nè. Yêu chồng. Em có nghĩ đến cái chuyện mà giàu nghèo không? Chuyện ai đối thương
biết chia sẻ rồi. Giàu nghèo không quan trọng chị Hồng Vân. Đúng rồi. Quá đi. Người ta chuẩn lắm à. Đối với em tình yêu không cần ngon ngại hoàn hảo. Chỉ cần ngay từ chân thật rồi. Trời ơi hay ghê chưa. Chân thật thôi. Khi với cái công việc của em bây giờ thì em có thể nghĩ là mình sẽ lo lắng cho được một cái gia đình một cách gọi là tối thiểu nhất chưa? Dạ hiện tại công việc của em là ổn định rồi chị. Ổn định rồi. Dạ. Rồi sao không hỏi có nhà luôn đi. Nhà em đang tính hỏi nè. Mình có nhà chưa nè, hay là mình ở nhà thuê nè? Nhà em có sẵn chị Hồng Lê. Rồi xong. Chị Quyền Linh nào? Chị Quyền Lê. Chị Hồng Vân. Hồi hộp quá, bển ta có nhà luôn rồi. Trời. Không bao giờ hỏi em câu đó đâu nha con, đừng có lo. Không bao giờ hỏi con câu con có nhà chưa. Con có nhà chưa? Trời ơi xô tôi ra kìa, trời ơi xô đi. Đó. Còn chính cái câu nói đó còn phải bản lĩnh lên. Dạ. Chứng minh cho đầu con thấy tôi không có nhà tôi vẫn sống được. Đúng không ha? 30 tuổi chú mới có nhà. Mà nhà 30 tuổi của chú á, là ngủ của mình chú là hết rồi đó. Ngang 2 mét, dài 1,5 mét. Rồi sao ông bán được cái đó hay quá vậy? Sao ông bán được cái bán? Cái đó bếp của người ta. Cái bếp nó là cho mình thuê ở. Thật ra đừng bao giờ tự ti về cái chuyện mình không có nhà. Rồi năm bao nhiêu tuổi ông mới có nhà của ông? 31 mới có nhà. Rồi đến năm bao nhiêu tuổi thì ông có 1 chục căn nhà? Trả lời đi. 2 căn thôi. Rồi con không thích điều gì vậy đàn ông? Con không thích lăng nhăng với không thật thà. Bên đây thật thà đó. Tới tuổi này mà mới yêu Phương là con hiểu rồi đó. À, bên đàn gái đi với ai nè? Con đi với ba mẹ con và sếp con. À có ba mẹ nữa. À rồi chào ba mẹ. Thì, rồi chào cô chú. Xin chào Quỳnh Linh, chị Hồng Vân. Dạ. Xin chào khán giả trường quay. Tôi là ba của Ngọc Anh. Cháu trai mình này thì thấy cũng dễ thương, thấy cũng hiền hậu. Là thấy cũng thật thà thì cũng được. À, là để cho mình thảm. Em chào chị Hồng Vân. Dạ em chào Quyền Linh. Dạ chào đàn trai bên kia. Dạ chào khán giả có mặt tại trường quay. Tôi là mẹ của Ngọc Anh. Mẹ rung á, mẹ hơi bị rung phải không? Tại lần đầu tiên mà bước lên đây thì thấy cũng hồi hộp. Mẹ vui quá. Mẹ của Ngọc Anh, Ngọc Anh nó sống rất là tình cảm. Nó sống nó thiệt thà lắm. Nhiều lúc đó, nó thì nó hơi cọc tính chút xíu. Rồi hay những mà nó sở thích của nó là nó chỉ làm đẹp, cái hiếu với cha mẹ. Giờ muốn là nó kêu nó muốn quen với bạn trai nào đó nó phải thật lòng, thật dạ với nó. Còn cái sở thích của nó là nó ăn thịt không mà cá nó không ăn. À, nó vậy á. À, thì mong ở đây là cũng có tới cần có duyên. Thôi tôi còn mong là hai đứa tìm hiểu kỹ với nhau để đi đến với nhau. Nó còn duyên tôi thì không có đòi hỏi gì hết. Rồi cảm ơn mẹ. Trời ơi mẹ thương con quá vậy. Mẹ nói không nổi luôn á. Ủa sao kỳ vậy? Con có ăn thịt không? Không ăn gì hết trơn. Dạ tại con không thích ăn cá. Ở chứ sao kỳ vậy? Ăn thịt mà sao cũng không có cái chuyện mập ốm không phải là do ăn cá ăn thịt Linh à. Đàn trai em đi với ai? Dạ hôm nay em đến chương trình em đi với thầy, chị và bạn bạn bè của em. À chào thầy, thầy trẻ dữ gì hả thầy? Em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Thật sự rất là cảm xúc khi nghe câu chuyện của em. Em rất là hiền, rất là thùy mị. Hai em thì khi mà mới bước qua và bước ra đó thì có cảm giác như hai đứa như là hai cái mảnh ghép của hai trái tim đó hay sao đó. Cho nên là hai đứa nên cho cái cơ hội để tìm hiểu. Bây giờ mở rào cho hai bên mở rào đi. Mở rào nha. Rồi kéo rào. Bắt đầu đi Phú. Dạ. Tôi có món quà tặng cho anh. À, con nghe. Hôm nay anh đến chương trình anh cũng có món quà tặng cho em, thấy gấu dễ thương. Dạ, mỗi khi em ngủ rồi ôm gấu rồi nhớ tới anh. Dạ cảm ơn anh. Bây giờ tôi ôm giùm cho nè. Trời ơi hỏi quà bạn nữ có tặng gì vậy? Có nghĩa là người sao là gấu vậy đó trời ạ. À. Gấu bự sai lớn nhất nè. Để coi bạn nữ tặng gì. Quà gì Phú? Cái bóp anh người ơi. À dạ. Bóp dễ thương quá. Lần đầu tiên em gặp anh em có ấn tượng gì không?
Dạ em thấy anh ok cũng được, dễ thương, hiền lành. Còn anh nhìn em như thế nào? À, lần đầu tiên anh gặp em thấy em dễ thương, vui vẻ. Vui đâu vui, mặt nó nãy giờ buồn so, biết sợ cái gì mà nó buồn hoài à. Trời trên lên em. Nhớ vụ thằng kia hỏi nhà đó. Tại vì lần đầu con lên truyền hình đó nên con hơi run. Thôi đúng không, thoải mái lên. Dạ. Nào, cho chung quanh có gia đình mình, có ba mẹ ngồi dưới, có bà con. Đúng rồi, Phú làm không khí cho nó vui lên Phú coi. Hát bài Phú hát gì đó, hay là đi. Vừa hát vừa tập thể hình đi Phú. Hôm nay đến chương trình thì anh đến đây tặng cho em một bé, anh giá tặng em. Anh giá bài Tràng Cờ Chị Trung. Tôi yêu em và tôi chỉ biết yêu em. Từ lúc ánh mắt đó chạm vào trái tim tôi, một khi yêu ai tôi sẽ yêu hết mình. Từ nay tôi chỉ có mình em. Em hát tặng anh đi. Dạ thôi em cũng đến đây rồi, em cũng góp một chút vui nên em sẽ hát một bài hát Anh ơi sang nhà em chơi. Anh ơi sang nhà em chơi, ba má em đi rồi, bao lâu ta không gặp nhau, em thấy nhớ anh rồi bời. Dạ tới đây thôi ạ. Trời ơi. Bây giờ nào muốn một vài đường võ cho phụ nữ thấy mình coi như là nơi che chở cho phụ nữ nào. Dạ nếu mà nhờ anh Dương Linh làm hỗ trợ cho em à. Linh dám mà không chơi thôi chứ sao. Lấy Linh sợ. Anh nếu cô kia, nếu em là bờ dai cho cô kia dựa thì anh là cái bao cho em quýnh. Rồi nào thử coi. Dạ. Không. Giờ sao? Vô ngon. Trên trên. Thôi. Vô. Trời ơi. Đó. Còn không? Đâm nha. Đâm. Có chừng gãy tay nha. Có chừng gãy tay. Vậy đó hả? Dạ. Đây là nói đòn tự vệ. Mạnh lắm, nó đá tụi cái muốn bể đứt luôn. Thì đó. Đẩy tôi tới bạch bạch rồi tôi sợ quá đó. Không mà mình đá im quá à. Trời ơi. Đá mà mong em nữa. Đá đầu cũng chết luôn rồi, ráng nhịn nữa. Nói chung là anh có võ. Yên tâm là ai hỏi em dù nhà là anh đứng ra bảo vệ. Em yên tâm thì anh sẽ bảo vệ cho em đến hết suốt cuộc đời này. Là ba mẹ của bạn gái có thích rể miền Tây không? Nói chung con gái lấy chồng thì theo chồng coi, con đi đâu con cũng đi hết. Hiện tại bây giờ anh đi làm việc gì và có nhiều thời gian dành cho, ví dụ như em đi thì anh có nhiều thời gian dành cho em không? À, anh lúc nào cũng thời gian cũng rảnh. Anh đi làm 7 rưỡi sáng, 4 rưỡi về, giờ rưỡi chiều anh về rồi. Anh em có thích xem phim không? Dạ thích. Với lại em có mặt một đặc điểm là rất là thích mê trà sữa. Nói chung là một tháng có 30 ngày là em sẽ uống hết 30 ngày trà sữa. Anh cũng thích trà sữa lắm. Anh cũng thích trà sữa lắm. Nếu mà sau này anh với em cưới nhau về, nếu mà anh với em cãi nhau thì sao em? Em cái này em hỏi anh á, anh sẽ trả lời như thế nào? Em hỏi anh đi. Thì nếu như em với anh về mà cãi nhau á thì anh có nhường nhịn em không? Mà anh nhường nhịn. À, anh có gia trưởng không? Anh không gia trưởng em, anh là trai út gia đình. Cái việc nhà sao đó, ở hai đứa tự phân. Được không? Việc nhà sau này nếu mà em có con thì anh sẽ quản lý đảm đang hết. Ok anh. Anh đang làm gì nói cho bạn nghe luôn. Giặt quần áo cho con, giặt quần áo cho vợ, nấu cơm, có cá có thịt cho vợ ăn. Biết không? Biết nấu không? Dạ em nấu ăn ngon lắm chị. À vậy đó hả? Dạ. Ví dụ sau này em với anh thành vợ chồng đi, rồi anh đi làm về tiền anh giữ là em giữ. Ví dụ như anh lãnh được 10 triệu, anh đưa cho em 5 triệu, em giữ 2 triệu. Còn ủa gì được, còn 3 triệu nữa để làm gì? 10 triệu đưa cho vợ 5 triệu, 8 triệu đi. Rồi còn 2 triệu
em để bỏ túi đậu xăng xã giao với bạn bè. Anh thích con gái hay con trai? Em thích một trai một gái. Anh cũng vậy, anh cũng thích một trai một gái. Được không? Được anh Quân Linh ơi. Trời ơi, khẳng định liền, chắc nịch liền. Bây giờ em nói đi Phú, em cảm nhận thế nào về cái câu chuyện bây giờ em nói chuyện với bạn gái? Rất là vui, hôm nay đi được gặp em. Rồi sao nữa? Cái em thì cũng rất là xinh xắn, dễ thương á. Cảm ơn anh. Anh có cảm xúc chưa anh Phú? Dạ em có cảm xúc về gì? Có cảm xúc đúng không? Dạ. À, tim bắt đầu đập phình phịch, cuốn tim bắt đầu nở to ra. Cuốn sổ đây em làm gì để đây nãy giờ? Dạ bí kíp của em anh. Hẳn làm gì hết hả? Dạ được thơ. Thơ hả? Thơ của em để đâu để làm gì? Dạ thơ để em tặng cho bạn gái. Thì tặng đi. À, anh đúng quá rồi. Anh sẽ tặng cho em một bài thơ. Đó thì em tiến nói rõ là thơ đọc của em cô gái luôn. Đọc cho cô gái nghe. Nhờ chương trình anh mới biết em, từ phần thơ của anh mới dệt thư tình. Lòng em rung động từ hôm nay, trong những ngày tư tưởng bóng mình. Còn em, anh đã gặp em ở đây, chỉ cảm phần thơ của anh những câu mộng hồng anh gửi vào chương trình, đã được gần em ngỏ ít lời. Nghĩ nghe bài thơ rất là hay, rất là tình cảm. Cảm ơn anh. Không có gì em. Thấy nắm tay thế sao Phú? Anh muốn em đi đến những nơi mà em đã đến. Anh muốn em đi những ăn món ăn mà em đã thích ăn. Anh hy vọng cứ chương trình cho nhau một cơ hội cho tìm hiểu. Yeah. Trời ơi, chết rồi. Không có cách nào mà từ chối được rồi. Anh bất ngờ với em với Phú. Thiệt luôn á. Đi ký của anh của em mà anh Quân Linh. Được vậy, ngon á. Nếu mà cảm giác đây có thể là một nửa mảnh ghép của mình thì đừng ngại ngùng, bấm ngay. Chuẩn bị. Để tay vào nút bấm các bạn. Chúng ta quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Em gái. Dạ con nghe. Tại sao là em không bấm? Dạ tại vì con chưa có rung động được. Có thể bạn gái chưa rung động, nhưng trước mắt tôi thì đây là một chàng trai cực kỳ chân thật. Nhiều cô gái sẽ bấm nút cho chàng trai, và rất nhiều chàng trai ngược lại sẽ bấm nút cho cô gái. Em tự lập từ rất sớm. Trong công việc thì em luôn đặt cái chữ tính lên hàng đầu. Trong tình cảm thì em đặt tình cảm trên tất cả. Tình cảm rất lớn, rất quan trọng. Anh có bị hói không? À, anh không hói. Anh có hô không chị? À, anh không hô. Anh có hút thuốc không chị? Không rượu, không thuốc. Em yên tâm rồi nhé. Mời bạn trai. Rồi, mời đi em trai. Xin mời bạn gái. Rồi bây giờ là bạn gái có mặt trên sân khấu rồi, mời em trai giới thiệu mình đi. Xin chào MC Quyền Linh, MC Hồng Vân. Chào em. Cùng tất cả quý vị khán giả có mặt trong hội trường ngày hôm nay, cũng như toàn bộ khán giả qua màn ảnh nhỏ. Em xin tự giới thiệu, em là Lê Văn Hóa, đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Em 34 tuổi. Hóa làm công việc gì Hóa? Em học trong ngành quản lý môi trường, đã làm chắc địa nhiều năm ở nhiều nơi. Bây giờ thì em đang kinh doanh cái ngành của đồng tộc em là kinh doanh bất động sản. Em có nhà kinh doanh quán cà phê và một số lĩnh vực khác. À trời ơi, nghe người đàn ông này giới thiệu Dương cảm nhận đây là một cái người mà rất là lịch thiệp trong cái ăn mặc cũng như là trong cái cách nói chuyện, và người chắc là không có xả rác á, tại làm môi trường lâu rồi đó. Còn mình thì sao?
Dạ. Bạn gái mình giới thiệu coi nè. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quỳnh Linh và chào và anh bên kia và tất cả mọi người ở đây. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Thị Thúy Vi, em 26 tuổi, hiện nay em đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Em làm nhân viên xuất nhập khẩu và quản lý đơn hàng cho một công ty xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ. À vậy đó hả? Hai bạn này cùng ở Đồng Nai á, Linh thuận lợi ghê luôn á. Vậy là tốt rồi. Ừ. Em gái, dạ. Ưu điểm khuyết điểm của em thế nào? Ừ, dạ, em xin chia sẻ một tí xíu về ưu điểm của mình. Ưu điểm của em là em hoạt bát, em rất dễ tiếp xúc với mọi người, em rất là độc lập trong cuộc sống. Ừ. Khuyết điểm của em là em khá là nóng tính và cũng hơi khó tính một chút xíu về cái nguyên tắc làm việc và cuộc sống của mình. Ừ. Em nóng tính cỡ nào? Ví dụ những lúc mà em bực nhất thì em sẽ làm gì? Bực nhất thì em cũng cáu lên một chút xíu, càng ràm xong rồi bỏ đi. Ừ. Em rất là nói lớn không? Có đập bàn, có nói lớn không? Chưa, em chưa đập bàn nói lớn, nhưng mà em rất là ngại giải thích về cái việc tại sao để làm em bực mình là cáu gắt như vậy. Em rất là khó chịu trong việc đó. Rồi bạn trai, ưu điểm khuyết điểm thế nào? Em tự lập từ rất sớm, sống thì thật thà, chân tình. Trong công việc thì em luôn đặt cái chữ tín lên hàng đầu. Trong tình cảm thì em đặt tình cảm trên tất cả, tình cảm rất lớn, rất quan trọng. Còn những khuyết điểm của mình? Khuyết điểm em thì em nói nhanh, làm việc cũng nhanh và em quyết đoán đúng rất nhanh. Ừ. Cái diễn nhanh hả em? À đúng rồi. Có cái nào chậm không? Phải có em. Đôi khi có những thứ cần phải chậm, chậm mới chắc được. Đúng rồi. Những cái thứ nào đôi khi nó nhanh quá nó cũng không tốt đâu. Nhưng có những thứ cần phải nhanh. Nói chung là mình phải thay đổi cái không khí nhanh nhanh chậm chậm vậy nha. À đúng rồi. Rồi. Nhưng mà anh thấy em là người cũng nghiêm túc trong công việc, nghiêm túc trong tất cả mọi thứ. Rồi trong tình yêu không biết thế nào, em có mấy mối tình rồi? Em có một mối tình. À. Mấy năm? Nó diễn ra 9 năm. Ui rồi. Đó, vậy là chậm, nó đâu có nhanh đâu Linh. Nó là cái bi kịch rất lớn. Bây giờ tất cả nó dừng lại rồi. Trái tim mình đã nó cô độc, nó ngồi lạnh rồi. Nó một thời gian rất là dài rồi. 9 năm một mối tình rất dài. Dạ đúng. Còn một cái nguyên nhân nào làm cho mối tình đó nó tan vỡ vậy em? Để mình rút ra kinh nghiệm, để mình biết, để mình có thể bổ sung trên cái công việc thì em quá ham công việc. À, quá ham công việc. Em chưa có chú đáo trong cái tình cảm. Em chưa có làm hết được những điều mà bây giờ em nghĩ ra thì nó quá muộn rồi. Đó. Ok. Phụ nữ mà yêu một người mà người ta cứ suốt ngày công việc, người ta không có chăm sóc, người ta tập trung công việc hết thì đúng là đó cũng là một cái lỗi của người đàn ông, đúng không? À, đúng rồi. May mà em nhận ra điều đó. À. Để mối tình sắp tới đây em sẽ khắc phục nó, chăm sóc hơn, chu đáo hơn, dành thời gian cho người yêu hơn. Đúng rồi. Rồi, rõ rồi. Mời bạn gái. Còn mình thì sao? Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em cũng trải qua 2-3 mối tình gì đó. Mối tình gần đây nhất là cái nhà 3 năm và chia tay cũng được 3 năm rồi. Cái việc mà tụi em chia tay là khác xa nhau về suy nghĩ về tương lai. Tụi em cũng đã định hướng là sẽ quen nhau đến thời điểm nào có thể kết hôn. Nhưng mà bạn đó vẫn không sắp xếp được việc đó mà cứ lận lượn hoài nên là em quyết định dừng lại. Nãy giờ thấy hai mối tình này đều đổ vỡ do thiếu sự chăm sóc và quan tâm thôi. À, và hôm nay chúng ta có gặp nhau, nếu bấm nút với nhau, chúng ta phải bổ sung điều đó nhiều hơn nữa, chăm sóc và quan tâm với nhau. Chào em. Em chào chị ạ. Ừ, có căng thẳng như vậy? À, cũng hơi căng thẳng một xíu nhưng mà tự tin nhiều hơn. Bây giờ cái người bạn gái mới của em thì em nghĩ là cái mẫu hình của bạn sẽ phải như thế nào, nó mới phù hợp? Em cần một cái người, nếu mà ngoại hình em chỉ cần thể hiện sự phúc hậu, em cần sự chung thủy. Còn tình yêu thì em sẽ vun đắp, em cần sự chung thủy là quan trọng nhất. Em đã nói cho bà mối Hồng Vân biết rằng là em không thích điều gì ở phụ nữ. Em không thích người phụ nữ phản bội. Không ai thích hết. Thậm chí phụ nữ cũng thế, không thích người đàn ông phản bội. Dạ, em chào. Chào em gái, xinh đẹp. Dạ, em chào anh. Em không thích điều gì ở đàn ông? Dạ, nhờ chị Hồng Vân xem giùm em bên đó, anh có bị hói không? À, anh không hói. Em yên tâm rồi nhé. Dạ, anh có hô không chị? Hơi. À, anh không hô, em yên tâm rồi nhé. Dạ, anh có hút thuốc không chị? Anh ơi, có hút thuốc không anh? Dạ, em không hút thuốc, không uống rượu. Không rượu, không thuốc. Em yên tâm rồi nhé. Anh có biết làm việc nhà phụ em không? Em không? Thì đa năng. Em trải qua nhiều công việc, những cái việc mà gia đình thì em đều làm được hết. Được không? Dạ, vậy là được. Được. Thôi, ok rồi. Ok rồi. Được rồi. Mày đi với ai? Dạ, em đi với mẹ và bạn thân của em. Chào mẹ. À, chào anh Nguyên Linh, chào chị Hồng Vân. Đó, dạ. Chào quý vị khán giả, chào bên nhà trai. Tôi là mẹ của Vi. Vi thì cá tính là Vi đã nói ra rồi. Mẹ thấy bên chàng trai anh trai này cũng được, thì còn lại quyết định thì nơi con cho cơ hội cho anh trai. Dạ. Cảm ơn mẹ. Rồi. Cảm ơn cô. Anh đi với ai? Anh đi với ai? Hiện nay là con đi với hai cô
là em được của ba con. À rồi. Và ba người em trai. Hay quá. Hai người anh trai với ba người bạn. Mà dạ, là đàn trai. Trời ơi, lực lượng của bên đàn trai hùng hậu quá. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào các bạn đang coi trên truyền hình. À, chào mọi người gái. Dạ, em là cô ruột của cháu Hóa. Thì Hóa ơi, cô thấy bạn gái này rất là xinh xắn, phúc hậu, hợp với con á. Đúng như ước nguyện của con rồi. Mà cô thấy rất là hợp làm dâu nhà mình. Dạ. À, em xin hết ạ. Cô hay quá cô ơi. Cảm ơn. Cô dễ thương quá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở rào. Mở rào. Coi cô hỏi không nha. Bắt đầu đi Hóa. Đây là bức tài của anh. Dạ. 99 bông hồng. Trời ơi. Tượng trưng cho cái sự phấn khởi. 99 bó hồng. Tặng cho em. Dạ, em xin nhận ạ. Đây là một món quà của gia đình, người cô của anh chuẩn bị nhiều ngày tặng cho em. Dạ, em cảm ơn anh. Con cảm ơn cô ạ. Mở thử cái món quà đó. Cô chị cất hoa cho. Mở thử món quà đó đi. Em xin phép mở quà của cô ạ. Dạ, đây là một cái gì? Đây là một cái bóp. Thì ý nghĩa của nó là sau này em với người là người thủ quỹ. Nếu mà có cơ hội, em là người thủ quỹ của gia đình. Dạ. Trời ơi, ngon là lắm. Là cái người mà vun vén tất cả. Còn đây thân địch này thì tự như là nó sinh tử tây thấp, nếu mà nó tình yêu lớn mạnh thì có thể giữ được em. Em nhưng mà cái dinh địch đó là của đàn ông hay là sao? Của bạn, tặng như là của nữ. Nó là cái gì mà muốn đứa em sau này cũng khó khăn nhất. Trời ơi, cô thâm thúy quá à. Dinh địch này để giữ em đó. Chưa có gì cô còn tặng vậy đó. Hay là mình cứ bên trong hết yêu nhau đi anh. Hay cho anh khi mà muốn gì em đúng. Cảm ơn em. Dạ, hôm nay em đến chương trình em cũng đem tặng anh một cái xương rồng nhỏ. Tuy nhìn nó gai góc vậy thôi nhưng mà sức sống nó rất mạnh liệt. Em hy vọng nếu mà chúng mình có thành đôi thì tình yêu của chúng mình cũng mạnh liệt như vậy. Rồi, cảm ơn rất nhiều. Vẫn hiếp đây này. Hát luôn quá, hát luôn. Em hát nhạc buồn. Nhạc buồn, em thích nhạc bero nên hát vũ đạn nào. Đấy đó, tao mới hát rồi đó mình hát luôn. Anh có đòi hỏi đi đâu và biết rằng anh bằng tay trắng đi vào đời. Đấy. Em xin phép đeo kính. Em nghĩ em gặp anh thì em thấy cảm thấy anh thế nào? Dạ, thì ấn tượng ban đầu của em về anh thì anh là một người rất là chững chạc, trưởng thành, biết là suy nghĩ cho gia đình, biết quan tâm mọi người nữa. Ấn tượng rất là tốt. À. Còn anh thấy em thì sao? Cái điều anh cần nhất, anh đã nhìn thấy trong em. Dạ, anh cần nhất là điều gì vậy anh? Anh chỉ cần cái sự, anh cảm nhận được cái sự phúc hậu. Dạ. Anh cần người phụ nữ, một gia đình, dạ, một người vợ và đứa chính trẻ thôi trong gia đình. Đó là ước nguyện của anh, của ba mẹ và mọi người thân nhân gia đình anh. Dạ. Thì điều đó anh nhìn thấy của sự phúc hậu là đủ quá được rồi. Ừ, dạ, em cũng hơi dữ nên là hay ăn hiếp bạn nam lắm. Điều đó thì rất là tốt, không có sao. Vì nhà anh thì ba mẹ anh cũng có tuổi rồi. Dạ. Mà anh cần một người phụ nữ bên cạnh, nó điểm tựa cho anh để làm những công việc lớn hơn ngoài xã hội. Dạ. Thì đứa là không sao, rất tốt. Dạ. Không có quan trọng điều đó. Giờ ăn hiếp được nữa, giờ ăn hiếp hoài mệt lắm. Rồi hẹn hò sao đó? Đúng rồi, em thì ở Định Quán Đồng Nai. À. Anh thì ở đâu Đồng Nai vậy anh? Anh ở Long Thành Đồng Nai. Xuống em cũng không có gần lắm. À. Anh có ngại xa không? Anh không ngại xa, không ngại khó, không ngại khổ. Anh được. Có thể thời gian anh rất là ok. Dạ. Mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng. Dạ. Thì là anh không ngại xa, anh cần lý do thì em cũng hy vọng em sẽ là cái lý do cho anh. Rồi. Vậy là sau này nếu mà mình kết hôn với nhau á thì mình sẽ ở đâu và có phải ở chung với gia đình không? Vì việc làm dâu thì em không ngại, nhưng mà em không có được giỏi trong việc nội trợ gia đình, bởi vì phụ nữ hiện đại bây giờ đi làm suốt à, với em lại sống với mẹ nữa nên thường mẹ làm cho em rất là nhiều, em ít phải làm việc nhà lắm. Cái điều đó không quan trọng, anh có nhà riêng rồi, có đất riêng. Dạ. Và cũng có một số cơ sở riêng, nhưng mà anh muốn là cũng có thời gian để anh cũng qua lại, rồi em cũng có thời gian là phải ở mẹ, vì sau này mình cũng là người mẹ theo con người mẹ, cũng để thấu hiểu được cái phần nào, thì ở chung với ở riêng không quan trọng. Dạ, như em nghe anh nói thì là ba mẹ anh cũng lớn tuổi. Rồi. Nên là em cũng mong muốn là mình được ở chung để có thể tiện chăm sóc ba mẹ của em là tốt hơn chứ. Rồi, dạ.
Nghe câu này á, rất là bà coi như hạnh phúc luôn. Rất là hạnh phúc khi được là em nói những lời cái lời này. Tại chúng ta có phúc hậu mà. Có người phúc hậu là người ta nói là xuất phát từ tấm lòng, từ trái tim hết. Nếu như mà chúng ta hợp lý thì khoảng bao lâu mình sẽ đến hôn nhân? Thì qua cảm nhận đầu tiên thì em muốn là càng sớm càng tốt. Càng sớm càng tốt. Còn em gái? Em thì cũng không có vội lắm. Nếu muốn tìm hiểu cho mình hiểu được nhau nhiều hơn. Nhưng mà nếu mà đã hợp nhau rồi á, thì khoảng thời gian nào đến hợp lý là đều được hết. Càng sớm càng tốt. Dạ. 26 rồi đúng không? Dạ. Hãy để tay mình rút bấm và đưa ra quyết định. Nếu như các bạn cảm giác đây là một nửa bên ghép của mình, trái tim mình rung động, mình đừng ngờ ngại, bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không thì không cần bấm. Sau 3 tiếng đếm 1, 2, 3. Hết thời gian. Tôi nghe cạch cạch hai cái rồi đó. Chúc mừng. Nắm tay nhau đi. Bây giờ có mẹ bạn gái đây xin phép tụi con bắt đầu hẹn hò với nhau và con hứa gì đó. Con chào mẹ, chào tất cả gia đình. Nếu có cơ hội và tình yêu phát triển, con hứa sẽ là chăm sóc cho em cả cuộc đời. Con sẽ không buông tay dù cái lúc con thay đổi như thế nào. Mẹ yên tâm, mọi người yên tâm. Hay lắm. Bạn gái, nói với cô với chị thì câu gì đi. Chào các cô, chào các anh. Dạ, thì hôm nay qua chương trình này cũng là một cái duyên để con gặp được anh. Thì hy vọng là sau này mình sẽ có duyên nhiều hơn để có thể được làm dâu và làm vợ của anh đó nha. Nghe sao nó ngọt quá nha. Thật sự nghe nó mát ruột, mát gan vậy đó. Bây giờ thôi bạn xin phép mẹ cho hôn, nụ hôn đầu tiên đi nào. Con xin phép mẹ, xin phép mọi người, con được hôn lên mặt gái bạn. Anh còn nhớ tên em không? Vi. Dạ. Dễ thương, bản lĩnh lắm trai. Được, chúc hai em hạnh phúc. Rồi cầm cái gì đây? Dạ do em sợ rung quá em quên chị. À là cầm theo giống như là bùa đó hả? Cầm theo để nhắc tuồng đó chị. Ê, đó ơi, hả? Muốn mấy đứa con? Em thì hai đứa trai đứa gái. Còn bên kia? Dạ em nghe cũng được á. Bây giờ em thích mẫu người bạn trai em là người như thế nào? Dễ thương giống chi đi á chị. Anh bên hoa. Dạ em cảm ơn. Trời đất ơi. Đợi tao nhắc nữa thiệt á. Có nghe bài đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Dạ, chào anh Quyền Linh. Mời bạn ngồi. Chào chị Cát Tường. Chào bạn. À, chào toàn thể các bạn. Áo body ha. Áo mũi ha. Có không? Bạn tên là gì? Em tên là Duy Linh. Anh là Quyền Linh. Cũng Linh. Bạn bao nhiêu tuổi? Em 29 tuổi. Em thì quê Bến Tre. Bến Tre. Em làm nhân viên văn phòng. Linh 6 muối, 29 tuổi. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Wow, ấn tượng quá. Chào em tự giới thiệu về mình. Chào chị và anh Quyền Linh và bạn bên kia. Em tên là Trương Hiến Vi. Năm nay em 25 tuổi. Và em đang làm nhân viên của công ty may mặc GG. Rồi cầm cái gì đây? Dạ do em sợ rung quá em quên chị. À là cầm theo giống như là bùa đó hả? Cầm theo để nhắc tuồng đó chị. Ê, đó ơi, hả? Bây giờ mình nói một chút xíu về mình đi. Là một người đàn ông chạy chuốt thế này ha. Nhìn mà áo body này kia rồi mượt mà quá. Khen quá tôi chung qua tôi coi à nghe. Từ từ. Chưa từ từ bình tĩnh thấy mượt mà quá. Có bao giờ bạn có nghĩ là con gái họ thấy đàn ông mà mượt mà quá, chạy chuốt quá, họ cũng nghi ngờ chút xíu không? Có. Em là chắc 90% là đều nghi ngờ. Nghi ngờ về gì? Kêu không được men. Trời ai nói vậy? Nhiều lắm. Nhiều đúng không? Không phải tôi ý bằng nói là nhiều khi đàn ông chảy chuốt quá, ăn mặc nó điệu đàng quá, người ta nói mình chắc là đi cua gái nhiều hay là không có trung tình. Em thích cái đẹp. Thích cái đẹp. Một cái người như thế này tại sao là không có người yêu? Em thì thật sự từ trước giờ thì cũng có nhiều mối tình, nhưng mà em thì toàn là bị bỏ thôi. Có không? Có, bị bỏ không anh? Giới thiệu kỳ vậy, nãy giờ là 6 muối đẹp trai mà toàn bị bỏ là sao? Coi lại vấn đề nha. Đó là bí mật mà. Bí mật hồi tôi qua mà không đẹp mà không 6 muối là chết với tôi. Chết cái ông giới thiệu á. Em trước tiên em tự giới thiệu về bản thân mình trước đi. Em quê quán ở thành phố Hồ Chí Minh luôn.
Em hiện tại là con một, em sống với ba mẹ, cho nên em cần tìm người quê cũng ở thành phố Hồ Chí Minh luôn á chị. Rồi mẹ có yêu cầu gì đưa ra không? Hoàn cảnh gia đình mình sao? Mẹ nói là thương và chiều chuộng em là được. Kinh tế ổn định. Kinh tế ổn định. Bản thân em thì em thấy người mình là người như thế nào? Dạ em, do em làm về thời trang may mặc á, cho nên là em hơi khá cách với so với người lớn, cho nên là mẫu người mà em chọn thì ba mẹ không đồng ý. Ủa em chọn sao mà ba mẹ không đồng ý? Thì giống giống em vậy mà. Nếu vậy thì ba mẹ cũng không đồng ý em luôn. Dạ ba mẹ có la, nhưng mà do là con gái cho nên cũng chiều em, bỏ qua. Như bản thân em nghĩ em là tốt hay là không tốt? Chỉ bề ngoài em vậy thôi, nhưng mà thật sự là em hiền, em ngoan lắm chị. Ngoan là ngoan là sao? Ví dụ? Em không có đi chơi khuya nhiều. Em chỉ đi làm xong rồi về nhà, hoặc là đi ăn với bạn bè thôi chị. Mình đã có bao nhiêu mối tình rồi? Trước thì em quen một chị. Hồi đó giờ có một à? Dạ. Chia tay bao lâu rồi? Cũng khoảng 2 năm rồi chị. Mà 2 năm nay tại sao không ai mình không quen ai? Tại em cũng do đi làm không á. Trong chỗ môi trường làm việc của em có ai để... Dạ không chị. Tại vì môi trường làm việc của em á toàn là nữ không à. Mà có người đàn ông nào dòm em họ giật mình chưa? Dạ rồi chị. Em có hỏi họ tại sao hay là em phải giải thích? Em không hỏi, em không quan tâm chị. Mà nhiều người giật mình lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi thôi, cô nói sao bí ẩn quá vậy? Bí ẩn lắm. Bí ẩn lắm, chị cứ giỡn nha. Thấy em là chị nhớ là chị hồi xưa y vậy đó. Nhớ đoạn đường chị đang vừa chạy xe mà đoạn đường đó có hai cái tai nạn luôn. Mà chị biết lý do không chị? Thì đó người ta không ngờ, bất ngờ quá, như mình người hành tinh xuống vậy. Hả? À, mà qua rồi, xe chạy qua rồi nha. Đó, à, vậy đó. Để chị nhìn em y chang vậy luôn nên chị thấy rất là đẹp. Thôi bây giờ mình nói về cái sở trường của mình đi. Bạn có cái tài năng gì? Em thêm về làm đẹp. Nói lớn cho bạn trai bên đây nghe nè Yến Vi. Bạn kia cũng nói nhỏ mà anh em đâu có nghe đâu. Rất là chặt chém. Em có sở thích là nấu ăn chị. Em thích nấu món Hàn Quốc, đồ chay. Hoặc là đồ ăn trong gia đình thì em cũng thích tự nấu. Rồi vậy thì còn điểm yếu của mình? Đi ăn trong nhà hàng á, dù sang trọng cỡ nào em cũng để cái chân lên. Hôm nay mình phải đi khám chứ, mình còn trẻ phải coi bị gì, phải có cái gì đó chạm sợi dây gì nó mới vậy. Dạ không chị. Rồi, mình hỏi bạn trai xíu, sở thích của bạn là như thế nào? Em thì thích nghe nhạc trữ tình, thích chụp hình, thích chơi thể thao như đá banh. Không thích gì? Đông, ồn ào, em thích yên tĩnh tí. Mình tìm một đối tượng cho mình với ngoại hình ra sao và tính tình như thế? Ngoại hình á thì cao ráo, trắng trẻo, đầy đặn, tóc dài. Theo em quan niệm phụ nữ hiện đại là phụ nữ như thế nào? Phụ nữ hiện đại là không ở nhà là làm nội trợ không, mà có thể là đi ra ngoài làm việc. Ăn mặc thì có thể thoáng tí xíu, không có kính cổng cao tường quá, sexy tí cũng không sao. À, bạn bên kia có thích bạn nữ mình nhuộm tóc không? Nâu nâu cũng được, tại vì anh cũng đang tóc nâu nâu. Nhưng mà đừng có vàng quá hoặc là đỏ quá. Em cũng đang nhuộm tóc. Vậy anh đoán thử em nhuộm màu gì vậy? Màu xanh rêu rồi. Cho anh đoán lại lần nữa thì anh. Anh đoán không ra, anh chỉ suy nghĩ ra là em nhuộm màu hơi có ánh xanh xanh một tí. Thì gần đúng rồi. Bây giờ nếu mà quen nhau thì cưới liền không? Tìm hiểu kỹ chắc qua năm hoặc tới quen cưới. Muốn mấy đứa con? Em thì hai đứa trai đứa gái. Còn bên kia? Dạ em nghe cũng được á. Tại em là con một á cho nên em muốn đông con thì vui chị. Nhưng mà bạn trai bên kia nói qua năm sau là đám cưới được, mà đã chuẩn bị gì cho đám cưới chưa? Em thì cũng Sài Gòn thì em không có đủ điều kiện để mua, nên mà em mua ở ngoài khu vực là Bình Chánh kế bên Long An á, thì có nhà riêng em ở của mình. Chỗ đó xa rồi, chỗ đó đất mắc lắm. Bình Chánh nó cũng thành phố Hồ Chí Minh vậy đó. Không có đông vui giống như trời ơi, còn biết đông vui nữa. Cô này lạ hết không chị giờ. Tao ở Bình Chánh mà không chịu là sao? Em thích chỗ náo nhiệt à, chỗ vắng vẻ thì không có hợp với em. Anh kia anh thích chỗ vắng vẻ, em thích chỗ náo nhiệt. Vậy không lấy nhau mọi người đi chơi kiểu. Yêu cầu anh thuyết phục em đi anh. Thí dụ giờ em nhìn anh thấy em yêu ảnh rồi, em có về đồng ý về Bình Chánh ở không? Xíu nữa em qua mặt đó. Bây giờ em thích mẫu người bạn trai em là người như thế nào? Dễ thương giống chi đi á chị. Thôi chị coi giùm em đi chị. Coi giùm ha. Trời, bên đây ngon lành à. Chào chị. Ngon, cũng ngon thôi. Trời. Vậy mà không có bồ hả? Trước kia có, giờ không có. Lý do? Tại không phù hợp. Bản thân em có chung thủy không? Có. Nên là nãy như em nói là em toàn bị bỏ thôi. Tạm tin nha. Để tôi gán tôi thuyết phục cái vụ ra Bình Chánh. Ở ngoài là Bình Chánh, vô cái hẻm Long An. Lành quá, Long An. Em có người thân đi theo không? Có, đồng nghiệp của em. Đồng nghiệp. Rồi, xin chào bạn. Chào Trần Linh, chào chị Cát Tường. Ở cơ quan thì bạn Duy Linh này có nhiều người phụ nữ nhìn không?
Môi trường làm việc của bên em á, thì nhân viên nữ thì cũng nhiều, thì cũng nhiều bạn rất là thích anh. Tại vì anh cũng rất là hòa đồng, dễ thương và nói chung là cũng rất là ga lăng. Rồi, vậy mà sao anh không chịu? Lý do? Ở môi trường của bên em thì nhân viên nữ nhiều và đa số là các bạn trẻ, thì có thể là cái kinh nghiệm sống của các bạn không bằng, có thể là anh cảm thấy là anh không phù hợp. Bạn thấy bạn bên kia phù hợp không? Thì ví dụ như là trong khoảng thời gian mà nói chuyện hoặc là tiếp xúc với nhau lâu dài thì mới biết là như thế nào, chứ không thể nào mà mình nhìn hình ảnh ở bên ngoài của người ta như thế nào để đánh giá được. Em muốn nói với chị Vi thì nếu như mà so với những tiêu chuẩn của chị á, em nghĩ là anh Linh đáp ứng được ít nhất là phải 90% cái yêu cầu của chị á. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ mình đi với có ai? Dạ, hôm nay em đi với ba và mẹ em. À, có ba mẹ luôn. Rồi, đâu ba mẹ? Dạ, chào cô, chào chú. Chào MC Khách Tường, chào Huyền Linh. Dạ, chào cô. Dạ, trước tiên là con rất là ấn tượng với con gái của cô. Thế thì bản thân cô tự nhận xét về con mình thì cô thấy Vi như thế nào? Ở nhà có một mình Vi thôi nên là cũng ngoan, hiền. Nói chung thì cũng nhõng nhẽo đó, nhưng mà khuyên thì cũng nghe. Nhưng mà ăn thua là bạn nam này có biết lẻ phải kính trên nhường dưới, biết thương yêu vợ, rồi biết lo cuộc sống gia đình. Thì những tiêu chuẩn đó thì rất là tốt thôi. Rồi, cảm ơn cô. Bây giờ chúng ta sẽ có 2 phút để trò chuyện với nhau, để hiểu kỹ nhau hơn. Nào, kéo màn lên. 2 phút dành cho các bạn. Bắt đầu. Ở đây không có tai nạn, ở đây không có xe. Chào em. Trắng, tóc dài, đẩy đà, đúng như tiêu chuẩn của bạn đúng không? Nãy bạn diễn tả đúng luôn. Đón túng trúng. Đúng hết luôn. Xanh rêu. Đúng có luôn. Em cảm nhận thế nào về người đối diện mà thấy em? Thôi. Dạ giống tiêu bi thiệt. Vậy là trúng rồi đó. Trúng rồi. Nhìn em rất là dễ thương, trẻ hơn tuổi. Dạ em cảm ơn. Tính em hơi con nít cho nên là anh thì cũng hơi già già nên là có thể chịu được, thì em thấy anh thế nào? Do ngoài sức tưởng tượng của em. Anh đem hoa theo. Anh của em. Anh của em. Dạ em cảm ơn. Trời đất ơi. Đợi ta nhắc nữa thiệt á. Cho em hỏi ba mẹ anh khó không ạ? Ba mẹ anh làm giáo viên nên là cái khuôn chuẩn nào đó nó cũng có cái gì đó nó khó, nhưng mà càng ngày càng lớn tuổi anh thấy mẹ anh hình như khó hơn, dễ hơn. Dạ. Giống như lúc trước anh không nhuộm tóc được, nay nhuộm được màu này mẹ cũng ok, không nói gì hết. Ba mẹ đều làm giáo viên hết. Đúng rồi. Mẹ em cũng là giáo viên cấp 1 anh. Bác dạy lớp mấy rồi bác? Bác làm trong ban giám hiệu em. Sẽ vậy không? Nói chung là Vi á, nó làm ngành thời trang á, nói chung là bác cũng không thích nó nhuộm đầu vậy đâu, gia đình cũng phản đối dữ lắm á, nhưng mà ý thích chỉ nói là đẹp, nói vậy là đẹp. Mỗi người có ý thích, vấn đề chúng ta sống thế nào thôi, còn không thể nhìn bề ngoài mà nó đánh giá được cái gì hết. À, sẵn cho anh hỏi luôn cái là gia đình anh thì hối đến có lập gia đình sớm thì em có nghĩ tới xa hơn? Dạ có, nhà em cũng nôn lắm anh. Vậy anh ở xa vậy có đi chơi ở thành phố nhiều mà? Hầu như anh sống ngày anh sống toàn thành phố không à, chỉ tối anh về ngủ là ở dưới thôi. Về dưới thì có thể mình thoải mái hơn, ví dụ như là không khí thoáng hơn, rồi mình muốn tự kỷ gì đó mình tự kỷ cũng không ảnh hưởng đến ai. Mẹ em nói em bị tự kỷ. Vậy là cũng có ba mẹ chia sẻ cũng đỡ, anh tự kỷ nặng hơn anh tí. Anh về là đóng cửa lại, vô mở nhạc sến nghe. Em thích nhạc sến không? Dạ. Em có nghe bài Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Hết thời gian. Rồi suy nghĩ thật kỹ nha. Chúng ta đâu coi suy nghĩ như thế nào, quyết định có bấm nút hay không. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi chúc mừng các bạn. Chỉ có một vài phút ngắn ngủi thôi, nhưng mà chúng ta cũng đã cảm nhận về nhau cũng rất là nhiều. Tôi hy vọng là các bạn còn tiến xa hơn nữa trên cái con đường hướng tới tương lai. Vào cái
thời gian em đợi chờ rất là lâu, nên là tóc em dài rồi á. Tóc em dài rồi mà em mới được kêu. Tức là khi đăng ký chương trình tóc như vậy đúng không? Dạ đúng rồi. Tóc em ba phân thôi. Vậy là hiểu lâu lắm. Công việc là mình đã có được gì rồi? Nhà đất tiền. Tiền để đâu? Tiền trong người. Trong người. kiểm tra. Dở. Móc luôn. Móc ra coi. Trời ơi. 500.000 không vậy? Trời ơi. Người ơi, đừng về. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Đây, bạn nam với bạn nữ đã có mặt trên sân khấu rồi. Rồi bây giờ mời bạn nữ giới thiệu, bạn nói to lên. Bạn tên gì? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Úc Thêm, năm nay 34 tuổi. Vậy là nhà đông anh em lắm phải không? Dạ, bốn anh chị em. Là Úc rồi, mình này là vì ráng đó hả? Rồi Úc Thêm là quê ở đâu? Dạ, em gốc là ở ngoài Bắc, ở Thanh Hóa, nhưng mà đã chuyển vô Bình Dương từ năm 2008. Bây giờ mình đang công tác ở đâu? Bây giờ em đang sống ở Bình Dương, làm việc ở Củ Chi. Rồi bây giờ bạn bên trai bên kia giới thiệu cho mình đi. Em chào anh Quỳnh Linh ạ. Rồi chào bạn. Em chào chị Cát Tường và chào bạn gái bên kia. Em tên là Trần Đình Tuân ạ. Tuân. Em đang công tác tại công ty OCI Việt Nam ạ. Em làm bên khâu sản xuất. Sản xuất cụ thể là gì bạn? Thuốc bảo vệ thực vật. À, thuốc bảo vệ thực vật. Dạ. Nhưng mà sao mình để tóc nó hơi dài vậy? Bạn nhiêu tuổi? Dạ, em 36 tuổi chị ơi. 36 tuổi. Nhưng mà để tóc dài vậy nó ngứa ngáy giống gái quá. Sao không cắt đi? Cắt thì dễ thôi, không có gì khó cả. Nhưng mà đây là cái tấm lòng của em. Khi mà em ra tham gia chương trình ấy, thì tóc em giống anh Quỳnh Linh này. Ủa tấm lòng là sao? Tự để tóc dài tấm lòng cho chương trình là sao? Tức là cái thời gian em đợi chờ rất là lâu. Đến lúc mà tóc em dài rồi á. Tóc em dài rồi mà em mới được kêu. Trời ơi. Đấy. Tức là khi đăng ký chương trình tóc như vậy đúng không? Dạ đúng rồi. Tóc em ba phân thôi. Vậy là hiểu lâu lắm rồi. Em đợi gần cái năm mấy. Ôi rồi cảm ơn bạn. Đăng ký năm mấy rồi hả? Dạ. Trời phải biết để dài chút xíu nó đẹp hơn. Hay. Bởi bạn biết không? Chương trình đông lắm. Hiện nay là có thể nói là các bạn trẻ đăng ký tham gia là không thể đếm hết được. Dạ, nhưng mà em là người may mắn trong nhìn số. Đúng rồi, bởi tôi phải đi tìm những cái sự gọi là hợp với nhau đó. Dạ. Những cái yêu thích của bạn, những sở thích bạn đưa ra. Hồi nãy ông thêm nói ông thêm bao nhiêu tuổi? Tường 34. Ủa nếu 34 thì mình cũng hơi lớn rồi ha. Mình đã gấp rút chuyện gia đình kết hôn chưa? Đi coi bói, người ta nói năm nay là năm tốt cho nên gia đình hối, cho nên là cũng... Coi bói mới lấy chồng hả? Thầy bói có nói là lấy chồng như thế nào không? Là tốt không? Thì nói là người lớn tuổi hơn thì tốt. Anh kia có đi coi bói không? À không, em không có mê tín gì đâu anh chị ơi. Thì chủ yếu là cái tâm của con người đến với nhau đấy, chứ còn tuổi tác thì không có quan trọng. Mình chia tay cái mối tình sau cùng này bao lâu rồi? Dạ chưa có mối tình nào hết. 34 tuổi chưa có mối tình nào? Dạ. Tại sao? Nói chung em thấy cuộc sống độc thân cũng vui. Vui xong ở độc thân luôn đi. Nhưng mà nói gia đình hối nhiều quá. Cho nên có hiện giờ là giờ gia đình hối thôi chứ mình cũng chưa thật sự muốn. Dạ không, cũng muốn rồi, tại vì cũng lớn tuổi rồi cho nên giờ muốn cũng có người để mình tâm sự, chia sẻ vui buồn á. Mà hồi xưa giờ chưa có một mối tình nào hết á. Dạ. Là được nắm tay bạn trai chưa? Chưa. Trời ơi. Hùng chưa? Trình chưa nắm tay lấy gì đâu. Biết đâu không nắm tay nhưng mà hùng. Bạn trai nghe vậy có ý kiến gì không bạn? Cảm giác bạn thấy như thế nào? Dạ hơi phê phê chị ơi. Hơi phê hả? Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có một mối tình chị ơi. Em chỉ quen được hơn một năm thôi thì mối tình nó không thành công cho nên em không quen nữa. Nhưng mà bạn đề nghị chia tay hay bạn gái đề nghị chia tay? Thì nói chung là chủ yếu là phụ nữ thôi, phụ nữ khó hiểu lắm cho nên là người ta nói như vậy. À. Chia tay bao lâu rồi bạn? Em chia tay được 10 năm mà em chỉ quen 1 năm thôi. Thế 10 năm nay là lo chuẩn bị công việc không cho nên là chưa có mối tình nào đúng không? Dạ đúng rồi. Em thấy vậy công việc là mình đã có được gì rồi? Nhà đất tiền. Mạnh miệng dữ. Nhà đất tiền, đợi chút tóc dáng ngoại hình gì tính sau đi. Các Tường rất là quan tâm đến nhà. Miệng quá. Nhà đất tiền. Ê. Nhà ở đâu? Dạ Bình Dương. Bình Dương. Đất ở đâu? Đất cũng ở Bình Dương luôn. Tiền để đâu? Tiền trong người.
trong người. Kiểm tra, kiểm tra. Dở. Móc luôn. Móc ra coi. Úi trời ơi. Trời ơi. Thì 500 ngàn không vậy? Trời ơi. Không có, không có 2 tờ 500 mới có 1 ngàn. Phải tích góp đầu tư. Tiền vô tư. Đó, nhiều lắm. Không có nghĩa là bây giờ nếu quen nhau là bữa nay mà bấm nút hẹn hò nhau xong là về đi cắt tóc liền phải không? Thì 30 là xong, có gì đâu mà lo. Được, được, được. Thích người bạn gái như thế nào? Nói chung là mơ ước của đàn ông thì chỉ thích phụ nữ đẹp thôi. Ai cũng thế thôi, kể cả anh của em cũng vậy thôi đúng không? Móc cũng vô một chi, móc cũng vô một chi. Bây giờ em phải lôi vào, không có chị chém thì chém cả hai anh em của em. Không chém mình em thì khổ em. Lý do tại sao ế? Em do tập trung công việc với lại tại vì cái cuộc tình đầu tiên của em bị thất bại nên em rất là sợ. 10 năm rồi còn sợ gì nữa? Em không muốn quen rồi bỏ, quen rồi em không thích. Em thích quen thì em lấy, em tìm hiểu lấy thôi. Còn nếu có hư chỗ nào thì em sửa cho đó, em xài tiếp. Em không có bỏ. Tại vì con người chứ không phải là máy móc. Làm như vậy nó mất hay đi. Nghĩa là được là được từ đầu mà không được là thôi. Thì vua mình thôi. Mình làm một cái móc áo thì bây giờ chỉ kiếm áo treo lên thôi. Mình có đầy đủ tất cả. Mình kiếm tình cảm thì không mua được. Phải đi nhờ đến chương trình. Mình cũng phải đưa ra một cái tiêu chí như thế nào. Tiêu chí thì đẹp như cách tường mà được rồi. Sao nổi? Em đã nói rồi. Ai cũng đi làm. Em thấy chị cách tường xinh gái. Đâu. Nổi, nổi. Bớt bớt chút, bớt chút. Nó không nổi kìa. Không nổi, bớt chút đi, bớt chút đi. 5-7 lạng không quan trọng. Một lạng chẳng đáng là bao. Cho thêm một lạng mới giặt rào tình thương đúng không anh? Không sao cả. Điểm nào không thích ở người phụ nữ? Tay cầm ram, tính toán kỹ càng quá. Nếu lấy vợ về thì kinh tế tiền bạc ở nhà ai giữ? Tùy người ta, 50-50 hoặc là đa số là người vợ giữ tiền. Chút nữa móc cái đó đưa hết bên đây nha. Úi trời ơi. Úi trời ơi. Chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ. Thôi đủ mình qua mình xem. Có gì anh giúp em nha. Qua xem thấy cái kia thế nào nha. Chào anh. Rồi xin chào em. Nãy giờ nghe anh nói vậy thấy tình hình sao? Dạ cũng thấy anh nói cũng từ tốn nên là từ tốn dễ thương à. Hay cái nè, anh nói một câu nè, lấy về là ở luôn, không có thể thay đổi được. Hư đâu sửa đó chứ không có thay. Hư đâu sửa đó chứ không có thay. Cái này hay nè, không bao giờ bỏ giữa chừng. À ha, cái đó là cái quan điểm của anh. Hay cái là bên đây chưa ai sửa nè, 34 tuổi chưa một mối tình dắt dài. Được đấy. Thôi bây giờ mình hai cái người này để ta tự nhìn nhau, ta cảm nhận đi ha. À, bây giờ mình có đi với người thân không? Dạ có, chị họ. Chào dạ. Anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào chị. Chào chị. Mình là chị của Út Thêm. Thì có một câu muốn hỏi về phía em. Dạ, chị muốn hỏi em là nếu mà một người phụ nữ, một người con gái mà có vẻ đẹp về tâm hồn với một người con gái có vẻ đẹp về hình thức, em sẽ chọn ở em chọn người đầu tiên ạ. Có nghĩa là em sẽ chọn vẻ đẹp với tâm hồn. Dạ đúng ạ. Cái việc mà có đến với nhau hay không á là còn phải do cái sự mà các em tìm hiểu nhau nữa. Về phía bạn trai bên này á thì chị thấy là cái cách nói chuyện á thì cũng ok. Có một chút nghệ sĩ, có một chút vui vẻ. Có một chút hơi bốc đồng. Cũng có vẻ hơi phóng khoáng một chút nhưng mà cái này có thể là kiềm hãm được. Cảm ơn chị. Bạn trai, cảm ơn chị ạ. Mình có đi với ai không? Dạ, em đi với lại cháu ạ. Dạ, con là cháu của nhân vật nam. Thế con nhận thấy thì nhìn chị phía trên này có vẻ là khó tính. Tính tình thì cũng có vẻ là hiền. Hai người cũng rất hợp. Dạ, theo con nghĩ vậy. Rồi, cảm ơn bạn. Hồi nãy giờ, tại vì cái anh bên kia anh làm mình hấp dẫn quá, mình phải qua mình coi liền. Giờ mình trước khi kéo màn lên thì mình mới hỏi với bạn, bạn muốn một người bạn trai như thế nào? Em muốn một người chín chắn, chững chạc với lại biết lo cho gia đình tâm lý một chút. Cái điểm nào bạn không thích ở người đàn ông? Không thích gia trưởng quá với lại keo kiệt quá vậy. Anh không thích người phụ nữ chi ly quá, tính toán quá. Bạn có phải là người như vậy không? Không, em cũng là người bình thường. Nói chung là biết chi tiêu đúng mực. Rồi, thôi cho hai người gặp nhau đi. Rồi, bây giờ mình kéo màn lên ha. Chúng ta có 2 phút để trò chuyện với nhau. 2 phút bắt đầu. Chào em ạ. Say what? Ủa hóa thật đấy em. Em có suy nghĩ gì về khi mà em gặp anh? Dạ thấy anh hơi lãng tử. Anh thấy em sao? Em lành.
người xin gái. Anh thì nói chung là người lao động thì không có chăm chút bề ngoài nhiều. Hôm nay mới chuẩn bị sắm đồ đạc này đi có công việc thì mới mặc đồ đẹp thôi, chứ còn thực ra anh mặc đồ lao động nhiều chứ mặc đồ mới rất là ít. Sống chủ yếu là lo cho gia đình bố mẹ và quan tâm tới anh em làm chung hoặc là này kia, mình phải giúp đỡ mọi người. Vậy em muốn hỏi anh là ví dụ như anh tìm được người phù hợp á, thì anh sẽ có dự tính kết hôn trong bao lâu ạ? Nếu mà anh kiếm được đối tượng phù hợp với anh ấy thì khoảng một năm. Mình cũng cầu mong là cái cuộc gặp hôm nay nó có kết quả tốt. Mình rất là mong chờ vào cái cuộc gặp ngày hôm nay. Bây giờ hát bài tỏ tình với cô ấy đi. Có thể là một hai câu thôi. Rồi, mời bạn. Em đứng dậy hát. Đứng nhìn bạn gái ấy. Đứng xích lại cũng được. Xích gần nữa à. Hơi nguy hiểm quá. Người ơi, người ở đừng về. Hơi khả tiếng. Dú. Người ơi, người ở đừng về. Có cố gắng. Nở về không bạn gái? Đâu có nở về đúng không? Và bạn là gốc Thanh Hóa đúng không? Dạ, em tặng cô này 36 bông hoa tượng trưng cho quê của em. Còn bạn nữ? Thanh Hóa luôn. Thanh Hóa luôn hả? Vậy là hai người cùng quê rồi. Bây giờ cả hai đều ở Bình Dương đúng không? Dạ. Quá là phù hợp rồi. Bây giờ suy nghĩ cho kỹ nha. Nãy giờ mình có thể nói chơi, cũng có thể vui, nhưng mà giây phút này hết sức là thiêng liêng. 3 tiếng đếm, tuy nó ngắn ngủi nhưng mà nó sẽ nhớ mãi giây phút này. Tất cả khán giả truyền hình đều thấy, đều nhớ. Các bạn làm điều gì các bạn phải nhớ một lời hứa hết sức là quan trọng. 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3 Rồi, đứng lên, nắm tay cô gái ấy. Tay ai tay em? Cảm nhận như thế nào? Hơi mềm mềm. Bạn gái cảm nhận như thế nào? Dày. Dày? Dạ, ấm. Ấm. Hôn cái đi. Không được phép. Không được phép. Không được phép. Khi nào hôn báo tôi nha. Có gì đâu, yên tâm. Quen nha, mình quen khi chia tay rồi anh sẽ tôn trọng quyền của em đi và em sẽ tôn trọng quyền của anh đi. Chưa quen mà tính chuyện chia tay trời. Chỗ hơn hay là bây giờ để em hướng dẫn cho anh nhảy đi cha 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 đi. Anh cứ làm theo em thôi, anh đúng rồi em. Rồi rồi ok. Anh xuống nè. Rồi anh lên không? Dạ đúng rồi. Rồi em xuống nè. 1 2 Chân sau. 2 Rồi chân. Ba chân ta đó. 4 5 Em nhảy ra đi, em nhảy cùng chị Lan đi. Anh đứng nhìn lên, thấy nó dễ không? 2 3 1 Anh đứng cùng chị Lan luôn. 2 3 1 Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay xem như thế nào. Hả màn. Mời bạn trai. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Chúng ta nghe các bạn giới thiệu về mình nha. Mời bạn nữ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh đẹp trai và chị Cát Tường rất là xinh. Chào bạn. Dạ, em tên là Lê Mỹ Trinh, năm nay 28 tuổi, sinh ra ở Ninh Thuận, làm nhân viên tư vấn tài chính ở Tân Bình, Hồ Chí Minh. Mời bạn trai. Mời bạn trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và chào quý khán giả. Chào bạn. Em tên là Thái Sơn, ở quê Sóc Trăng. Em đang công tác ở Biên Hòa Đồng Nai. Em đang quản lý một công ty ở Biên Hòa. Quản lý về gì bạn? Về sản xuất các hàng nông sản xuất khẩu. Nông sản dạ. Xuất khẩu. Mình sẽ chia sẻ chút xíu về hồ sơ lý lịch tình yêu nhé, bạn gái. Dạ, em hồi đó giờ thì cũng rất là ít yêu và em chỉ có trải qua một mối tình thôi. Thế bạn trai bên kia là mình trải qua mấy mối tình rồi bạn? Trải qua một mối tình rồi chị Tường, cũng chia tay cũng mới cách đây 6 năm rồi. 6 năm? Dạ. Mới cách đây có 6 năm mà. Quen nhau bao nhiêu lâu bạn? Cũng gần 5 năm. Gần 5 năm, một cuộc tình rất là dài. Em cũng đã tiến hành cái lễ đính hôn rồi.
Sau đó lại hủy hôn do cái người nữ đó họ có con đường thứ hai của mình thì em cũng tôn trọng quyết định của người ta. Tức là người nữ đã có một người khác. Dạ đúng rồi. Tại sao xong 6 năm vừa qua mình chưa tìm được người nào khác hả bạn? Cũng muốn lắm chị. Với sống mà đi làm sao mà thông mình đôi lúc cũng có những ngày cuối tuần đôi khi cũng muốn đèo bạn gái đi chơi hoặc là ăn quà vặt khắp Sài Gòn mà thiếu điều tại công việc nhiều quá. Rồi. Bây giờ cả hai bạn mình tính thì khi nào thì mình sẽ tiến tới hôn nhân được là phù hợp bạn nữ? Dạ em thì luôn sẵn sàng rồi chị, mà mong là trước 30. Bạn trai? Em nghĩ thời gian hợp lý là có thể là 1 hoặc là 2 năm chị. Cũng được không? Không? Như bạn gái muốn tìm một người yêu lý tưởng mình như thế nào? Cao trên 1m65, da ngăm. Chuẩn. Đừng có trắng nha, em ghét trắng lắm chị. Dạ. Cái từ trắng nó yếu lắm chị. Không, vừa không trắng nha. Chưa chắc đâu mà đâu em. nhìn cái cảm giác là nó yếu yếu làm sao hả chị? Rồi. Dạ. Rồi còn cái gì nữa rồi, không? Rồi đừng có ở dơ chị. Thằng ông hay ở dơ. Đừng có ở dơ. Có rồi em. Có gì nữa không về vóc dáng mà tướng tá? Dạ là xương to, nếu mà có râu quai nón thì tốt. Trời ơi. Đen rồi râu quai nón hả? Xương to giống anh Huyền Linh quá vậy. Dạ đúng rồi, anh Huyền Linh cũng là một cái mẫu của em hả chị? Về tính cách có điều gì không? Em sợ nhất là người giả dối, tại giả dối mất thời gian của nhau lắm. Anh có thấy vậy đúng không anh? Đúng rồi. Vậy còn bạn trai, bạn đặt ra cái mẫu người bạn gái của mình là người như thế nào? Tao không mất 6 đôi lại thôi. Có bao giờ là ổn định, đó là yêu cầu trước tiên của em. Còn số đẹp đó em không quan trọng với người đó. Về tính cách đó thì thứ nhất là phải là người phụ nữ của gia đình, và bên cạnh đó phải là người năng động. Bớt chiều cao xuống chút được không? Dạ được chị. Dạ. Thôi chứ khi mà nhìn nhau rồi tình yêu đến thì mát mốt cũng được. Chứ nửa mát cũng yêu luôn. Đâu qua nón đâu được kia, đúng chuẩn luôn ha. Trai quá trời luôn rồi, vậy ổn. Dạ, rồi. Dạ đúng chị. Ở dơ có không? Dạ, không, ở dơ thì không có. Cô chị cô ghét ở dơ lắm á. Khi mình đi làm về cái ngày mệt mỏi đó. Biến tắm nữa không? Dạ không anh. Rồi mình thường ăn tối trước. Rồi sau đó mới tắm thì nó hơi trễ xíu. Cũng không sao, miễn có tắm là được rồi. Dạ chào anh Huyền Linh. Anh này đàn ông nhìn cũng anh vẫn thích đấy. Bởi vì cái dáng của anh nó rất là phong trần. Dạ. Người rất là năng động, bởi vì quản lý mà vững vàng. Dạ. Rồi đôi mắt rất là đẹp. Mà đúng ý em luôn á, đen rồi quay nón nữa. Em cũng xinh nữa. Hai người lấy nhau và để con mắt đẹp lắm này nha. Em rồi, anh. Cặp này hợp lý. Ừ, mình có đi với đấy. Người thân đi theo hộ. Bây giờ mình hỏi coi ý kiến người thân sao cái đã. Dạ, mẹ em phải lặn lội ngoài quê vô luôn á chị. Ủa vậy hả? Dạ. Ồ, cho chị gặp mẹ đi. Dạ, mẹ em. Dạ, chào cô. Rồi chào bạn Cát Tường với bạn Quỳnh Linh. Thì theo như thấy bạn nam bữa nay á thì được tốt, nhưng mà điều bên ngoài mình nhìn á thì mình thấy chắc là rất là khó tính. Quản lý mà cô phải khó tính lính mới nghe được chứ. Cũng tùy trường hợp thôi cô, tức là khi trong công việc thôi, nhưng mà còn bên ngoài con nói chung cũng rất là thoải mái với bạn bè. Cô sợ về khó tính với con? Dạ, con có hứa ly hứa. Dạ. Mai mốt nếu mà có gì con sẽ gì đó. Dạ con hứa với cô. À hứa sao? Con hứa với cô, nếu mà sau này mà con có cọc càng khó tính với bạn thì cô quánh con hả? Như thế nào con cũng chịu. Ủa mà anh khó tính là khó tính sao mà nó hiện ra nét mặt luôn chứ? Nói chung là khó tính thì chỉ là trong công việc thì chịu. Chẳng hạn như tôi yêu cầu, chẳng hạn sáng nay anh phải làm thì được bao nhiêu đó, thì nếu mà anh ok là anh phải làm cho bằng được, nếu mà anh không làm được thì sẽ khiển trách anh. Đúng rồi. Ví dụ như là bạn gái mặc đồ hơi hở hang chút, à móng tay móng chân sơn hay là tóc nhuộm gì được không? Không, cái đó cũng tùy trường hợp gì. Chẳng hạn như mình đi dự tiệc thì tất nhiên là mình phải make up được thì tất nhiên. Nhưng mà chẳng hạn như mình không thể nào ở nhà mình ra vườn mình sơn móng tay hay là mình kéo chân mày được. Tùy hoàn cảnh của mình có cái trang phục chỉ hợp lý. Cũng khó tính thiệt ha. Thôi bây giờ thôi để hai trẻ gặp nhau đi cô ha. Rồi tình hình nó sao chúc cô quyết định nha. Rồi kéo màn lên. Hôm nay là có mẹ bạn gái đi nữa đó. Dạ. Đó là quan trọng ha. Dạ. Nào. Cô gái Ninh Thuận và chàng trai Sóc Trăng, chúng ta hãy gặp nhau. À, dạ. Em chào anh. À, em tặng bà cho anh nhé. Cảm ơn. Cảm ơn. Rượu nho hả ha? Chưa gì mời anh uống rượu rồi cho anh say xỉn nè. Rượu nho đặc sản của em á. Rồi, thấy anh đẹp trai không em? Em thấy là về cái độ tiêu chuẩn đẹp trai là ảnh chắc là đạt cũng được 9.5-10 đó chị. Em có hai thắc mắc thôi. Cái thứ nhất, em rất là ngại cái người đàn ông mà lăng nhăng á anh. Có nghĩa là trăng hoa với lại là hả, gặp gái là cứ mình không bắt chuyện, nhưng mà người ta mà bắt chuyện với mình hoặc là trao đổi với mình là thôi rồi luôn. Thì tất nhiên đàn ông con trai thì ai cũng ga lăng. Dạ. Nhưng mà khi mình đã quen một người nào đó rồi á thì chỉ một người đó thôi. Quen nha, mình cũng quen, khi chia tay rồi anh sẽ tôn trọng con đường của em đi, và em cũng sẽ tôn trọng con đường của anh đi. Chưa quen mà tính chuyện chia tay trời. Dạ không chị. Dạ đúng rồi, em cũng rất là thích những người tính rõ ràng anh. Còn điểm sống mình cũng là gì? Em rất là thích kiểu dáng của mình. Em nhảy kiểu vũ thì rất là tốt. Thì không biết là anh có thích cái môn thể thao này không?
Và anh thì trong 72 phép thần thông món đó là anh không biết. Wow. Món không biết bây giờ anh cũng biết tại chỗ không? Hay là bây giờ để em hướng dẫn cho anh nhảy lì cha đi, mọi người thấy được không? Nếu mà em đã có hữu ý thì tại sao anh lại khước từ được? Anh cứ làm theo em rồi, thôi okay. Nhé, anh bước được là em. Rồi, ok. Hai, ba. Em rồi. Xuống nè. Rồi, anh lên không? Dạ, đúng rồi. Rồi. Thì em xuống nè. Dạ. Một, hai. Chân sau, hai. Rồi, ok. Rồi, chân, chân đạp, chân ta đó. Đúng rồi, bốn, năm. Được không? Em nghĩ là em nhảy cùng chiều với anh đi. Hai đứa nhìn về một hướng nó dễ hơn. Dạ. Hai, ba, một. Wow. Anh bước cùng chân với em luôn. Hai, ba, một, hai, ba, bốn, năm. Thế, được không anh? Đem lại một lần nữa nha. Rồi, okay. Hai, ba, một, hai, ba, bốn, năm. Mong là anh dạy tập thể dục nhiều hơn. Thôi em nhảy đi, mình đem. Thôi em nhảy mình em đi em ơi. Về em dạy đóng cửa, em dạy ảnh. Em phải mời mẹ em lên không được không? Được. Em trai, xuống mời nhiều mẹ lên kìa, đứng lên. Dạ. Ít thôi nha. À, coi mẹ đang học hỏi nha. Cảm ơn cô nhiều. Tại dạ. Em cũng rất là muốn mẹ em tập thể dục cho nó khỏe chị. Anh nói là những gia đình mà có đam mê nghệ thuật á, dạ, rất là thoải mái. Chưa, nhìn nhá, đang tâm okay. sự mà. Bây giờ hai người có thể trao đổi một số vấn đề về vị đám cưới thế nào. Kế hoạch về tình yêu, hôn nhân, kế hoạch gì đó, hẹn hò. Nếu mà hai đứa sau này tiến đến được với nhau thì chẳng hạn chuyện con cái thì anh nghĩ nên dừng lại hai con là đủ. Thứ nhất. Thứ hai thì trong quan điểm tình cảm anh thì cũng đơn giản lắm. Thì ai cũng có một cái không gian riêng cho mình. Ha, không phải lúc nào yêu nhau em cũng phải đi với anh, hoặc là khi mà em đi với người khác em thấy là này ghen, thì cái đó là đối với anh thì anh rất là thoáng với chuyện tình cảm. Yeah. Nhưng mà một chữ thì luôn luôn phải có là sự chung thủy. Em thấy rất là bất ngờ khi mà quan điểm của anh có đến khoảng 8-90% giống quan điểm của em. Thì nếu em không ngại mà quê hương anh đứng bằng đồng chua đó, cái đồng anh nghèo cài lên sợi đá thì anh cũng người một lần đưa đón em về nhà suốt ngày. Có thời gian. Yeah. Chúng ta hãy nhắm mắt lại, tĩnh tâm lại, suy nghĩ và có quyết định bấm nút hay không. Chuẩn bị, để tay vào nút bấm. Một, hai, ba. Hết thời gian. Em nắm tay để cảm nhận ngày đầu tiên gặp mặt nè. Và sẵn có mẹ, bạn gái rất ngồi nhanh đây. Lẹ. Chúng ta hãy nói điều gì đi. Con xin phép cô, cho phép con được xin gì? Trời ơi. Vậy là em nghĩ là chắc là chưa được đến tay đâu anh nghĩ. Nếu mà có thời gian thì những ngày cuối tuần thì con cũng xin phép cô được đưa bạn đi chơi để cho tụi con có thời gian tìm hiểu với nhau nhiều hơn. Dạ.